Vừa tỉnh dậy, tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện. Chương 62. Một người bị bệnh thần kinh, còn một đại thiếu thành phố A cũng bị lây bệnh thần kinh. Đồng chí Bảo Tiêu do dự vài lần, cuối cùng dự định vào trong báo cáo lại cho Đường tổng. Hắn đi vào trong, cửa phòng khép hờ, do dự đưa tay ra gõ, cũng không ai đáp lại. Nếu là thường ngày, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám không được đồng ý mà tự tiện bước vào. Nhưng lúc này, giọng Mao Cát Tường đã truyền tới, mơ hồ có được nghe thấy y ồn ào. Các anh vô tình, lãnh khốc, các anh cố tình gây sự. Những câu này cũng không thể để Đường tổng nghe thấy, bằng không chắc chắn sẽ trách bọn hắn làm việc không được. Nghĩ như thế, Bảo Tiêu rút cục lấy dũng khí đẩy cửa ra. Cái đẹp, có phải hắn bị hoa mắt không? Bên kia cửa là Mao Cát Tường chôn ở lồng ngực Bạch Dư thút tha thút thít, vì sao bên này phong cảnh cũng không đúng cho lắm. Bảo Tiêu yếu ớt gọi. Đường tổng. Đường Ngự Thiên ôm Tần Ý, vóc dáng to cao, hơi khom lưng, tựa đầu như muốn chôn vào hõm cổ người kia, mắt khép hờ suy nghĩ, cái tư thế như kiểu đang muốn vùi vào lồng ngực Tần Ý vậy. Nhưng vì chiều cao cùng hình thể hơi lệch, cho nên thoạt nhìn lại giống như Tần Ý đang vùi đầu vào lồng ngực hắn. Chính cái tư thế không tự nhiên này khiến Bảo Tiêu sợ đến ngẩn ngơ tại cửa. Trong lúc Bảo Tiêu đang sững sờ, Tần Ý đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, thuận theo hướng gió thổi nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy gương mặt phức tạp như bị táo bón của Bảo Tiêu nọ. Tần Ý nghiêng đầu, chọt chọt eo Đường Ngự Thiên. Đường tiên sinh, có người tìm anh. Đường Ngự Thiên vô lại mà nắm lấy tay anh, gương mặt tuấn tú cọ cọ tại cổ đối phương. Đừng cử động. Bảo Tiêu nhỏ lui về sau hai bước, trong đó một bước dẫm hụt, cả người lảo đảo, bám vào cột mới không bị ngã. Mấy phút trước, Đường Ngự Thiên nói xong câu kia với anh, Tần Ý còn chưa tìm được lời nào để an ủi, người kia liền giang hai tay về phía anh, ôm anh vào lồng ngực, thầm thì, ôm một cái. Quá ngán ngẩm, ngán đến độ Tần Ý có chút không kịp thích ứng, lại nghe Đường Ngự Thiên nói tiếp. Đưa em đến nhìn bà một chút, anh luôn cảm thấy bà vẫn còn ở nơi đây, vẫn chưa đi. Tần Ý ngơ ngác nhìn hắn. Anh biết bà là... Bà... Đường Ngự Thiên nhẹ xuýt một cái, dựng thẳng ngón tay, kề sát bên môi ra hiệu anh nghe cẩn thận. Tuy rằng Tần Ý cũng không nghe ra, nhưng anh lại không nghi ngờ chút nào. Bởi vì trước khi ký chủ rời đi, ý chí bị cưỡng ép đình trệ, anh đã từng trải qua. Sau đó hai người liền dính vào với nhau, ôm rất lâu. Hồi tưởng kết thúc, thấy Bảo Tiêu đang muốn trốn đi, Tần Ý mở miệng gọi hắn lại. Vị tiên sinh kia, anh cứ vào đi. Hắn sao mà dám tiến vào, đặc biệt là ánh mắt Đường tổng khi quay qua nhìn hắn, lãnh khốc quá mẹ ơi. Bảo Tiêu run cầm cập. Tôi vẫn nên lát nữa lại. Lúc này, Tần Ý chọt chọt eo Đường Ngự Thiên mạnh hơn. Đến giờ người nào đó mới chịu đứng thẳng lên. Chuyện gì? Kỳ thực cũng không cần Bảo Tiêu nhiều lời, âm thanh Mao Cát Tường kêu chờ trách đất vừa to vừa rõ. Hắn lúng túng gãi đầu. Đường tổng, Bạch Thiếu đang cùng một cậu trai trẻ tuổi đứng ở cửa, muốn vào đây. Đường Ngự Thiên vỗ vỗ đầu Tần Ý. Mao Cát Tường tới làm gì? Tần Ý từ nãy tới giờ đều đang suy nghĩ làm sao cấp cho Đường Ngự Thiên một bát canh gà nuôi dưỡng tâm hồn. Nghe hắn hỏi cũng không biết nghĩ thế nào, phản xạ hình cung dài đến đáng sợ. Đường tiên sinh, khi một người rời đi, đôi khi lại là khởi đầu cho một lần gặp gỡ mới. Trời mới biết cái câu này là do nhà triết học nào phát biểu, có lẽ là từ thuyết luân hồi. Đường Ngự Thiên mắt cũng không chớp mà nhìn anh chằm chằm. Tần Ý rốt cuộc phản ứng lại. Thật xin lỗi. Mao tiên sinh, anh ta... Em cũng không rõ lắm, có lẽ là tới làm nhiệm vụ. Khi anh thẳng thắn với Đường Ngự Thiên, cũng thuận tiện khai báo thân phận của Mao Cát Tường. Đặc biệt lúc nói đến đoạn điểm tích lũy 2 năm của Mao Cát Tường bị tiêu trừ, Đường Ngự Thiên hoàn toàn không khách khí mà trầm trọng. Chỉ số IQ chỉ có vậy.
Tần Ý nói xong, Đường Ngự Thiên tùy tiện nói, ra ngoài xem. Cùng lúc đó, Mao Cát Tường ở bên ngoài kêu vài tiếng, Bạch Dư sợ y hét hỏng cổ họng, bịt miệng lại không cho y nói tiếp. Đùi lớn, có phải anh chê em khiến anh mất mặt không? Không phải, Bạch Dư mặt không thay đổi mà thở dài. Hôm đó em kêu cả đêm, cổ họng cũng bị khàn. Á, đẹp, anh hai, anh dừng lại, đừng nói tiếp nữa. Nhưng mà Bạch Dư nghe hiểu đồng ưm a của y lại cố tình nghe không hiểu câu độc thoại nội tâm này. Tiếp tục nói, anh sợ họng em khó chịu. Tình cảnh lúc Tần Ý đi ra chính là Mao Cát Tướng, người lúc trước còn đang mồm miệng liến thoắng, bây giờ lại yên tĩnh, đứng ở đó không kêu một lời. Anh đi ra từ phía sau Đường Ngự Thiên, nghiêng đầu nói, Mao tiên sinh. Mao Cát Tường giang hai tay, đồng minh. Đường Ngự Thiên cả nâng mắt cũng lười nói, cậu tới làm gì? Mao Cát Tường cởi mũ, khóe miệng rũ xuống, ánh mắt u buồn. Tôi tới tìm lại hồi ức lúc trước khi ở cùng bà nội. Cuối cùng Mao Cát Tường cùng Tần Ý đi vào phòng tìm manh mối. Đường Ngự Thiên đứng ngoài cửa, thuận tiện câu được câu không nói chuyện với đối thủ thương mại Bạch Dư. Từ hạng mục hợp đồng nói đến lão bà của nhau, Đường Ngự Thiên dựa vào một bên cửa, như vô ý liếc nhìn đánh giá Bạch Dư nói, anh biết sao cậu ta đến đây không? Bạch Dư đứng nghiêm chỉnh, trừ Mao Cát Tường, với ai anh ta cũng dùng vẻ mặt đó, hầu như cái gì cũng không đặt trong mắt, không có gì có thể làm anh ta nổi sóng. Bạch Dư nói, không biết, chờ đến khi em ấy muốn tự nói, sẽ tự nói cho tôi. Đường Ngự Thiên nhếch khóe miệng, hắn chính là nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi tìm cảm giác ưu việt. Bảo bảo nhà hắn ấy mà, một chữ cũng không làm rớt, gì cũng nói với hắn. Thế nhưng cảm giác ưu việt của hắn cũng không kéo dài được bao lâu, Bạch Dư trong lúc vô tình đã cho hắn một cái bạo kích. Bạch Dư trước nay chưa từng có mà cực độ nghiêm túc, cuối cùng muốn cùng đối thủ thương mại của anh thảo luận về vấn đề thuốc bôi trơn, biểu tình vẫn không chút gợn sóng, nói ra vấn đề có chút không thể miêu tả. Anh, trong lúc mở rộng, thực sự dùng cái hãng dầu bôi trơn kia? Đường Ngự Thiên nghĩ thầm, anh ta đang nói tới cái gì? Ý tôi là, có phải loại nào dùng tương đối tốt không? Trên mặt Bạch Dư rốt cuộc cũng có chút biểu tình, nhíu mày. Cái trên máy bay anh là cây quại, cảm giác không tốt lắm, chip bông vẫn rất đau. Cái gì mà cây quại kia, không cần nghĩ, nhất định là do Đức Thúc nhét vào. Đức Thúc hành động về mặt này đều luôn rất mãnh liệt, cơ hồ là trong nhà hắn, trong xe, tất cả những nơi có thể phát sinh loại sự tình này đều có đồ chuẩn bị. Quản gia tốt nhất Trung Quốc, Đức Thúc, mục đích cuộc sống chính là muốn chăm sóc thiếu gia nhà ông thật tốt, từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thân thể. Dùng qua Yarun chưa? Bạch Dư đã cố ý tìm tòi trên Internet, vì vậy tiếp tục hỏi. Nghe nói không màu không vị, không độc, bôi trơn tốt. Kỹ thuật không tốt, dùng cái gì cũng như nhau. Cho dù đấu võ mồm thành công, nhưng Đường Ngự Thiên vẫn thầm nghĩ, đêm nay nhất định phải đổi ga giường thành đỏ thẫm, sau đó tính đến khả năng lừa cái người ngốc nghếch kia vào ngủ cùng. Trong phòng, Mao Cát Tường tránh né dây điện bày đầy đất, gõ đồng gõ tây trên giường, thậm chí còn nằm bò trên sàn nghe tiếng vang. Tần Ý đi đến bên cạnh y hỏi, Mao tiên sinh, anh đang tìm gì vậy? Cần tôi giúp một tay không? Tôi đang tìm... Mao Cát Tường gãi gãi mũ, bò dậy từ dưới đất. Hẳn y cũng không biết rõ phải tìm cái gì. Đúng rồi, nhiệm vụ của cậu là gì? Y chưa hỏi còn tốt, vừa hỏi Tần Ý liền cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Đẹp, vẻ mặt này của đồng minh, vừa nhìn đã thấy là đại sự. Mao Cát Tường lặng lẽ đến gần. Rất lợi hại à? Không phải, ý tôi là khó lắm sao?
Vẫn tạm ổn. Tần Ý hồi tưởng lại âm thanh nghiêm túc của Tiểu Manh Manh, mở miệng thẳng thắn nói: Một bát cải xanh. Hả? Tần Ý lặp lại: Khiến Đường Ngự Thiên ăn một bát cải xanh. Lúc Tiểu Manh Manh nói ra, anh cũng khó có thể tin. Loại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đầy, nhiệm vụ của anh lại kỳ quái như vậy. Mao Khát Tường lại càng không hiểu, tại sao cùng là phận ký chủ, phong cách nhiệm vụ lại có khác biệt lớn như vậy. Hệ thống đến cùng là muốn làm cái gì? Từ khi Hạ Thanh Thu xuống màn, tôi càng lúc càng không hiểu. Sắp xếp như vậy hẳn có lý do của nó. Lý do cái lông, ăn cải xanh thì có lý do gì? Mao Cát Tường thầm nghĩ, hoàn toàn là làm bừa. Đường Ngự Thiên chỉ cho bọn họ 20 phút. Tần Ý giúp Mao Cát Tường vừa đầy 20 phút, Đường Ngự Thiên đã đúng hẹn đẩy cửa bước vào, biểu tình lãnh nhạt. Đi. Tần Ý dừng lại động tác. Mao tiên sinh, một mình anh có thể chứ? Mao Cát Tường chui ra từ dưới gầm giường, đối mặt với ánh mắt phức tạp của Bạch Dư. Tôi có thể. Mao Cát Tường khó khăn nói. Cậu cứ nhanh nhanh về nhà, xào cải xanh đi. Trời má, làm sao để giải thích với Bạch Dư bây giờ? Khi còn nhỏ, bà nội thích chơi trốn tìm cùng em luôn thích trốn vào cái gầm giường này. Anh có muốn cùng em vào trong đó cảm thụ kỷ niệm thời thơ ấu không? Đây không phải rất ngu sao? Mao Cát Tường cuối cùng giải thích với Bạch Dư như thế nào, Tần Ý không biết. Đường Ngự Thiên mở cửa xe, chờ anh ngồi vào mới nói: Nếu em buồn ngủ thì ngủ trước một chút đi. Cho dù Tần Ý có ngủ ở phía sau, cũng không có nghiêng trái nghiêng phải như người khác. Anh ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại như lão tăng nhập định. Trên đường về, cảm giác nhanh hơn khi đến. Có lẽ là vì đêm khuya trên đường không có nhiều xe cộ. Thời điểm xe lái đến tòa biệt thự quen thuộc, dù động tác phanh xe của Đường Ngự Thiên rất nhẹ, nhưng một giây sau Tần Ý vẫn tỉnh. Đến rồi. Đường Ngự Thiên tắt máy, nhìn chăm chăm đồng hồ trên xe, nói ra một câu không có chút liên hệ nào. Đã qua 12 giờ. Hả? Hắn xuống xe, giúp anh mở cửa, đưa tay về phía Tần Ý, khóe miệng hơi cong lên. Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi. Chương 63. Đường Ngự Thiên cho là, cho dù Tần Ý có thuộc loại đầu gỗ cũng sẽ không ngu ngơ đến mức đó. Lời hắn nói ý tứ đều rõ ràng minh bạch. Lúc đứa ngốc kia ngập ngừng nói: Thật xin lỗi, giờ em mới biết, em chưa chuẩn bị quà. Hắn ý vị thâm trường, dùng tư thế đẹp trai nhất dựa vào cạnh cửa xe, xác định áo sơ mi đã phanh đến mức quyến rũ nhất, sau đó đứng ngược sáng, lãnh khốc tà mị lại mang theo vài tia thâm tình nói: Anh không thiếu thứ gì cả. Thừa dịp đứa ngốc kia còn đang hoảng hốt, Đường Ngự Thiên áp sát em ấy, ghế sau rất rộng, Tần Ý đột nhiên bị hắn áp tới nên ngửa người ra sau, bị hắn đặt dưới thân. Đường Ngự Thiên vén tóc anh qua bên tai, âm thanh trầm thấp như đàn sen lô, xuyên qua màn đêm: Anh chỉ muốn em. Có phải là nói tới rất rõ ràng rồi không? Quả thực rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Đường Ngự Thiên tắm rửa qua, cố ý mở một chai rượu đỏ lâu năm, khoác áo tắm lỏng la lỏng lẻo, nửa nằm trên giường lật tạp chí. Nhưng hơn một giờ trôi qua, Tần Ý vẫn không có động tĩnh gì. Đến lúc hắn nhịn không được, muốn tự mình ra ngoài tìm người, chỉ thấy Tần Ý vừa lúc mang đến một chậu đồ, khó khăn chuẩn bị gõ cửa. Hai người ở cửa bốn mắt nhìn nhau. Vẫn là Tần Ý chủ động phá vỡ phần im lặng lúng túng này. Cái đứa ngốc nên tự đem mình rửa sạch sẽ rồi dâng lên cho hắn này lại cười cười với hắn. Nghĩa chính ngôn từ mà nói: Sinh nhật vui vẻ, để em nấu cho anh một bát mì. Đường Ngự Thiên không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Hắn có chút khó chịu, lại có chút cao hứng. Hai cảm xúc bất đồng này lại cùng thể hiện lên mặt hắn. Tần Ý nhìn thấy tay có chút run. Vẻ mặt này của anh ấy, rốt cục là có ý gì? Nếu Đường Ngự Thiên biết anh đang nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ dùng hành động nói cho anh biết,
bốn chữ muốn tìm bất mãn viết như thế nào. Nhưng mà hắn lại không biết, chỉ nghiêng người sang nhường Tần Ý bưng chậu đồ thoạt nhìn nặng nề kia vào phòng. Một đường chậm rãi theo sau, nhìn anh khom lưng bày chậu, nhìn anh xắn tay áo lên, cẩn thận vớt mì, làm thành một bát lớn. Người này, cho dù không nhìn mặt, chỉ nhìn cần cổ lộ ra kia cũng cảm thấy rất tinh xảo. Da Tần Ý là dạng trắng không khỏe mạnh, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài đường mạch máu xanh. Có những lúc yêu thương một người đến độ trong tâm còn lại một mảnh mềm mại, không mang theo chút tình dục nào, chỉ đơn giản muốn vươn tay ôm em ấy một cái. Đường Ngự Thiên đột nhiên có thể hiểu được loại tâm tình này, thế nhưng tay hắn còn chưa kịp vòng qua, đã thấy Tần Ý gắp một đống cải xanh vào bát. Cho đến khi sợi mì đều bị cải xanh che giấu, Tần Ý mới đặt đũa xuống, quay đầu chậm chậm nói: Đường tiên sinh, không biết nên làm gì cho ngày sinh nhật anh, chỉ có thể nấu cho anh một bát mì trường thọ. Tần Ý tham khảo từ hình thức tự tổ chức sinh nhật cho mình trước đây, nấu một bát nước dùng, làm trứng trần, cho thêm chút hành thái, sau đó xuất phát từ tư tâm, bỏ thêm đầy một bát cải xanh. Anh thực sự là không có đồ vật gì có thể đưa cho hắn, mà anh cũng không nghĩ ra Đường Ngự Thiên cần thứ gì, hoặc giống như hắn nói, hắn chỉ muốn. Tần Ý không có nghĩ tiếp nữa. Anh nghĩ, góc nhìn trên việc yêu đương của anh và Đường Ngự Thiên có khả năng không giống nhau. Nói chuyện tình yêu không phải chỉ dắt tay nhỏ là đủ rồi sao? Đường Ngự Thiên nhìn bát mì mà cải xanh cơ hồ muốn tràn ra ngoài, do dự rất lâu, ly rượu đỏ chuẩn bị cho Tần Ý đặt trên bàn, dưới ánh đèn phản chiếu một loại hình cung lạnh như băng, tựa hồ như cười nhạo hắn. Rất tốt, hắn tức đến độ trí tưởng tượng cũng phong phú hẳn lên. Tần Ý nhìn hắn ngồi xuống, vươn đôi tay tôn quý kia đến cầm đũa. Nước dùng tỏa nhiệt là hương vị gia đình, khiến Tần Ý cũng cảm thấy thật ấm áp. Anh có chút khẩn trương nói ra lời chúc mừng sinh nhật. Đường tiên sinh, xanh lục là màu sắc của sinh mệnh, là màu tượng trưng cho cuộc sống tình cảm lãng mạn. Bởi vậy, em mới lựa chọn thế giới màu xanh này làm quà sinh nhật cho anh. Mong rằng anh có thể luôn tràn ngập sức sống, thanh xuân không phai tàn. Ngữ điệu lên xuống rất chuẩn, đồng thời nghe cũng rất chân thành. Đường Ngự Thiên nhìn chằm chằm bát mì cải xanh phải chiếm một phần hai, lại ngẩng đầu nhìn Tần Ý đang nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Em ấy nghiêm túc đấy à? Tần Ý đẩy bát về phía hắn, trông đợi nói: Nhân lúc còn nóng, anh ăn đi. Đường Ngự Thiên đẩy đẩy tầng cải xanh kia, gắp mì lên, dừng lại một chút lại thả mì xuống, gắp lên một đũa cải xanh. Một sinh nhật khiến người ta khó có thể quên. Tần Ý ngồi đối diện hắn, cảm thấy bộ dạng người đàn ông này cau mày, cố nhét rau ăn cũng rất tuấn tú. Bởi vì ăn quá lao lực, cổ tay hắn hơi nổi gân xanh, mỗi đũa gắp lên đều dường như dùng hết khí lực. Mà hình ảnh này rơi vào mắt Tần Ý cũng không phải chuyện như vậy. Anh hơi liếc mắt, như khi ông anh ngồi đối diện trông anh ăn cơm hồi nhỏ, từ ái nói: Anh đừng gấp, cứ ăn từ từ. Đường Ngự Thiên run tay một cái, mạnh mẽ bấm gãy một mạch lá rau. Tần Ý không biết thế nào lại thêm sáng tỏ, không nhịn được liền niệm thêm cho hắn một đoạn: Nhật nguyệt luân chuyển không bao giờ dừng, nếu yêu có chân tình thì luôn có thể kéo dài. Biểu cảm Đường Ngự Thiên như đóng băng. Những năm tháng trưởng thành có muộn phiền, cũng có vui sướng. Con đường anh đi có bụi gai, cũng có hoa nở. Nhân dịp sinh nhật anh, em muốn chúc, mong anh thật vui vẻ, mọi mong muốn đều trở thành sự thật. Chúc anh một sinh nhật hạnh phúc. Sáng nay Đức Thúc cũng chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Mặc dù Đức Thúc người ta lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn theo sát như làn sóng mới. Nói với hắn: Thiếu gia, sinh nhật vui rẻ. Nghe xem, vui rẻ.
Một ông lão cũng biết đến vui vẻ. Người yêu nhỏ của hắn ở đây lại nghiêm trang nói với hắn, cái gì mà trên đường có gai có hoa. Đường Ngự Thiên đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng. Bảo bảo, chúng ta cần nói chuyện một chút. Tân Ý ngồi thẳng, anh nói đi. Anh nghi rằng ngày chúng ta lên giường chính là ngày mà anh cưỡng dâm em. Đường Ngự Thiên nhu nhu huyệt tái dương. Trước đây anh cảm thấy mình sẽ không làm ra chuyện như vậy, hiện tại thì anh không dám khẳng định. Đường Ngự Thiên nói xong, thấy Tần Ý sững sờ vừa lui về sau. Đường tiên sinh, Tần Ý mở miệng lại không biết nên nói ra cái gì. Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Không phải nói như thế cũng không đúng, giống như anh đang gián tiếp thừa nhận cái sự việc không thể miêu tả kia. Cũng may, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Đường Ngự Thiên đứng lên nói, anh đi nhận điện thoại. Để lại Tần Ý một mình ngồi cạnh bàn ngẫm nghĩ. Anh đối với phương diện kia luôn không có nhu cầu gì. Thậm chí giai đoạn trưởng thành cũng từng hoài nghi không biết mình có phải lãnh cảm hay không. Có thể là vì từ rất lâu về trước, sau khi biết tính hướng của bản thân liền tận lực đè nén dục vọng, về lâu về dài tạo thành một bệnh từ tâm lý. Anh cũng không phải không thể, thỉnh thoảng tuốt tuốt cũng có thể cứng, nhưng mà nói thật ra thì lại chẳng có cảm giác gì. Mà Đường Ngự Thiên, Tân Ý cũng không cảm thấy theo đuổi nhục dục là một loại biểu hiện nông cạn, phương thức biểu đạt yêu đương của đàn ông thường không thể tách khỏi dục vọng, hoặc là nói chỉ muốn tiến vào đối phương, cùng đối phương không giữ lại chút gì, khiến trên người đối phương dính đầy dấu vết của mình. Loại dục vọng độc chiếm cường liệt này anh có thể hiểu được. Tiểu Manh Manh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ một bát cải xanh đã hoàn thành, nhận được nhiều điểm tích lũy. Còn có, không nghĩ tới ngày cũng có thể nói ra một câu như dính đầy dấu vết của chính mình, tôi có hơi kinh ngạc. Tần Ý cầm nín. Bên kia, Đường Ngự Thiên nhận được một cú điện thoại từ người không mấy quan trọng. Đường Thanh Long trốn trong nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Đường Ngự Thiên. Cho dù địa vị của gã không bằng người, cho dù lần trên du thuyền khiến gã mất hết mặt mũi, nhưng tốt xấu gì gã cũng phải bày ra tư thái của nhị thúc. Chỉ nghe gã trầm giọng ho khan một tiếng, hơi có chút phong độ của Đường Bát gia. Ngự Thiên, anh là ai? Đường Thanh Long, là tôi. Tuy rằng quan hệ giữa chúng ta không được tốt, nhưng cũng không đến nỗi cậu vừa gặp đã đả kích người như vậy chứ. Tôi là nhị thúc của cậu. Đường Thanh Long nhận mệnh đáp. Đến giọng tôi cậu cũng không nghe ra. Đường Ngự Thiên, à, hóa ra là nhị thúc. Người như hắn lại ngoan ngoãn gọi hai tiếng nhị thúc. Đường Thanh Long cảm thấy ngạc nhiên. Quả nhiên một giây sau, Đường Ngự Thiên lạnh lạnh nói, nhị thúc, còn bị mất nước không? Hai chữ mất nước này gã quả thực không dám hồi tưởng. Trôi nổi trên biển cùng với một tấm gỗ rong ruổi lâu như vậy, cái đoạn ký ức kia thực sự quá đau khổ. Nói không lại hắn, Đường Thanh Long cũng không tiếp tục quanh co, đi thẳng đến vấn đề chính. Bát gia gần đây có điểm kỳ lạ. Đường Ngự Thiên lúc này mới dựng lên mấy phần tinh thần. Hừ, lúc trước ông ta thường mang về nhà mấy người mẫu trẻ, dạo này lại không thấy ai. Đường Thanh Long nói xong cố ý dừng lại một chút, chắc chắn ngoài cửa không có âm thanh gì mới tiếp tục nói. Càng kinh khủng hơn là hôm qua tôi đi qua phòng ổng, không cẩn thận nhìn thấy ông ta. Anh có thể nói trong một hơi không? Đường Thanh Long quả thực muốn cúp điện thoại. Gì chứ, làm như ông đây muốn nói chuyện trên trời dưới đất với mày lắm vậy. Vì vậy, gã tức giận, dồn khí đan điền mà giống lên. Ông ta trang điểm. Cậu biết không, đệt mợ, ông ta còn trang điểm, cầm miếng mút đánh phấn lên mặt. Đường Ngự Thiên đã hỏi,
Hôm nay là cá tháng tư. Cá mẹ cậu. Đường Thanh Long tiếp tục nói, lỗ tai hơi động, nghe ngoài cửa có tiếng vang nhỏ gì, vì vậy vội vàng cúp điện thoại. Tôi không thèm nghe cậu nói nữa, mà cậu rảnh rỗi thì nhanh chóng về nhà một chuyến. Đường Ngự Thiên trước cũng chả để ý, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ tới lúc trên xe Tần Ý đã nói cho hắn về ký chủ thứ ba. Bảo bảo, em lại đây một chút. Đường Ngự Thiên cầm ống nghe. Nãy em có nhắc đến chuyện về ký chủ thứ ba, giờ lại nói lại xem. Lúc Tần Ý chuyên chú nghĩ ngợi việc của mình, phản xạ hình cung sẽ đặc biệt dài, anh chỉ nghe được nửa câu đầu, sau đó đi tới, còn chưa đợi Đường Ngự Thiên phản ứng, đã nhón chân lên, ngây ngô mà thơm nhẹ lên môi Đường Ngự Thiên. Sinh nhật vui vẻ. Rầm một tiếng, ống nghe cùng dây điện thoại đồng thời rơi trên mặt đất. Chương 64. Mãi đến tận lúc hai người ôm thành đoàn, lăn lộn trên giường lớn của Đường Ngự Thiên, Tần Ý mới cảm thấy sự tình có chút vượt tầm kiểm soát. Anh thừa dịp có thời gian trống, vừa mới thốt ra được một chữ, lại bị Đường Ngự Thiên đoạt đi toàn bộ hô hấp, nhất thời cái gì cũng không nói ra được. Tuy rằng đây không phải là lần đầu hai người hôn môi, nhưng mà kiểu hôn này, bị đè xuống giường, đặt ở dưới thân người nọ, đặc biệt người đàn ông áp lên người anh này còn chưa mặc quần áo chỉnh tề, áo tắm làm lộ nửa thân thể. Tần Ý động hai lần, áo tắm đại khái là trượt từ bả vai của người nọ xuống. Ban đầu chỉ là ngây ngô mà trao một cái hôn, Tần Ý tự nhận kỹ thuật của mình cũng tạm được, định chỉ chạm chút rồi thôi. Sau khi xong sẽ đối mặt nói với Đường Ngự Thiên một câu, Đường tiên sinh, anh ngủ ngon mơ đẹp, sau đó anh có thể bưng bát đũa về phòng. Không ngờ, Đường Ngự Thiên lại ôm eo anh, cúi đầu đè lên. Hai người xô đẩy một hồi, bởi vì đi ngược, eo Tần Ý có chút va phải cạnh bàn, bị đau nên không khỏi cau mày, trong miệng mơ hồ tràn ra một âm rên rỉ. Thanh âm kia mơ hồ có thể nghe được tiếng quấy, phía trước đều bị Đường Ngự Thiên nuốt vào, bên tai chỉ còn tiếng rên nhỏ bé, có chút khàn khàn nhưng âm sắc lại trong trẻo của Tần Ý. Đường Ngự Thiên cũng không ngẩng đầu lên, ôm anh chuyển hướng, đi về phía phòng ngủ. Có đau không? Tranh thủ lúc rảnh, Đường Ngự Thiên còn có thể vươn tay xuống giúp Tần Ý xoa xoa, bàn tay chách đi mấy phần, rồi rơi đến xương cụt. Hai người môi dán môi, giọng Đường Ngự Thiên trầm thấp hỏi, bị đau chỗ nào? Anh có thể không bị đau ở đâu thì cũng không cần sờ loạn có được không? Không sao, Tần Ý đỏ mặt, không cần lo lắng, Đường tiên sinh, giờ đã không còn sớm. Có thể nghỉ ngơi. Cầu anh nghỉ ngơi đi, đắp chăn rồi ngủ. Anh còn chưa nói xong, Đường Ngự Thiên đã luồn tay vào từ dưới vạt áo, cũng không hướng lên trên, chỉ dùng bàn tay khớp xương rõ ràng kia như có như không mà thăm dò phía dưới. Đầu Tần Ý ong một tiếng, chấn động xong, anh lại nhớ đến một câu nói, ấm no nhớ dâm dục. Thời Minh, giả trọng danh trong hồi ba lược ngọc từng sướng, kẻ này chỉ vì ấm no mà sinh dâm dục, cũng đừng mong có thể như cá gặp nước. Tần Ý không nhịn được, vươn tay cản một chút, Đường Ngự Thiên vẫn tàn nhẫn mà bắt nạt anh, vì vậy liền thuận thế mà nắm lấy tay anh, như có như không mà cùng một chỗ. Đương nhiên nếu như hắn biết trong đầu Tần Ý giờ phút này còn có điệu hát dân gian, hắn cơ bản sẽ trực tiếp kéo quần người ta xuống. Hai người duy trì tư thế như vậy, một đường đi vào phòng ngủ, cửa đều không đóng đã lăn lên giường. Choang. Đường Ngự Thiên đang câu lấy lưỡi Tần Ý, thanh âm rõ ràng này vang lên khiến cả hai đều dừng lại. Tần Ý ở dưới thân Đường Ngự Thiên, đáy mắt hiện lên một lớp sương mù, hai gò má ửng hồng, anh dãy giụa hai lần, giúp bàn tay đang cùng Đường Ngự Thiên mười ngón liên kết, chỉ ngoài cửa. Gì vậy? Lúc Đường Ngự Thiên giữ tay anh dùng lực rất lớn, khiến ngón tay Tần Ý duỗi ra có chút đỏ, như bị bầm. Không cần để ý. Đường Ngự Thiên thuận theo ngón tay anh, nhưng đầu cũng không nhìn ra ngoài cửa, chỉ chuyên chú nhìn ngón tay kia, tiện đà hạ xuống một chiếc hôn, nỉ non. Chúng ta tiếp tục.
Tần Ý là người rất có nguyên tắc, anh đẩy Đường Ngự Thiên ra đứng dậy. Không được, hình như có vật gì bị vỡ. Nói xong anh ra khỏi phòng ngủ. Lúc nãy trong lúc xô đẩy, bọn họ không cẩn thận va vào cạnh bàn, trên đó đặt một cái cốc nhỏ. Cốc nhỏ đại khái là lắc lư một hồi, cuối cùng cũng không thể tự cứu mình, bất hạnh mà hy sinh. Tần Ý cố ý ra ngoài, lại rẽ vào phòng để tìm đồ công cụ dọn dẹp, trước tiên quét qua một lần, rồi lại xem lại một lần nữa. Đường Ngự Thiên dựa vào cửa, nhìn cái thân ảnh đầy đức hạnh này, không biết nên cảm thấy gì cho phải. Ban nãy hắn đã ngạnh đến sắp nổ, người nọ đỏ mặt a hai lần, sau đó còn có thể lập tức đẩy hắn mà đi ra ngoài. Đường Ngự Thiên hiện tại rất muốn ra ban công hút điếu thuốc. Tần Ý vất vả thu dọn bát đĩa chuẩn bị cải xanh lúc trước, sau đó gánh đồ quét dọn, lui tới cửa chào Đường Ngự Thiên. Đường tiên sinh, ngủ ngon, chúc ngài mơ đẹp. Hầu kết Đường Ngự Thiên trượt hai lần. Người trước mắt này, cổ áo mở ra là bị hắn cởi, cần cổ cùng với xương quai xanh còn bị hắn hút đến có vết đỏ sẫm. Nhưng mà bộ dáng như vậy người nọ lại tay bưng, tay trái bưng đĩa, tay phải cầm đồ lau sàn nhà, ngốc ngốc đứng trước cửa nói với hắn chúc ngài ngủ ngon mộng đẹp. Ngài, chúc ngài, đây là lời mà một người vừa xuống giường có thể nói ra à? Tần Ý đợi nửa ngày cũng không thấy đáp lại. Đường Ngự Thiên chỉ đứng đối diện anh, dùng một loại ánh mắt cực kỳ thâm trầm mà nhìn. Vậy em về trước. Tần Ý thử dò xét, anh nghỉ sớm một chút. Đường Ngự Thiên thầm nghĩ, thuốc lá đâu, hắn phải hút hai điếu. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối với đứa ngốc này, hắn vẫn chỉ tiến lên, hạ xuống một chiếc hôn lên trán em ấy nói, ngủ ngon. Tần Ý bị nụ hôn này tạo cho cảm giác như chân đạp lên bông. Ngủ ngon. Trời tờ mờ sáng, Mao Cát Tường rút cục tìm được manh mối. Dưới gầm giường Chu Tuệ có cất giấu một phong thư. Chuyện này quả là một tin mừng. Tuy rằng bị Đường Ngự Thiên và vệ sĩ của hắn cho rằng người là người có đầu óc hỏng, nửa đêm còn chui vào nhà người ta đào đất, tay y bám một lớp bụi, lúc mò được phong thư kia quả thực mừng đến phát khóc. Lại nói, lúc này trời cũng vừa mới sáng, suýt nữa là y đã không kịp rồi. Bạch Dư cầm phong thư, lấy giấy ăn ra cho y lau tay, Mao Cát Tường còn có sức để nhảy nhót trước ngực anh. Ây ây ây, em thông minh quá rồi. Ừ, sao em lại có thể cơ trí như vậy? Ôi dệt, em cũng bội phục chính mình. Ừ, em đang rất vui á. Ừ. Mao Cát Tường nhảy nhót xong, phát hiện hình như mình lòi đuôi rồi, vì vậy cố gắng che giấu, đoạt lại thư từ tay Bạch Dư, hơn nữa còn nhập diễn siêu cấp nhanh, lấy tay yêu thương vỗ vỗ đám bụi còn bám lại trên thư, mặt mày ủ rũ. Đây là đồ bà nội lưu lại cho em. Ừ, Bạch Dư nhíu lông mày, anh vừa lau sạch tay cho y xong, giờ lại bẩn rồi. Thôi, cứ dắt như vậy cũng được. Bạch Dư dắt y ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối ngoại trừ ừ thì chỉ có một câu, lần sau đừng thức khuya như vậy nữa. Trên đường về nhà, Mao Cát Tường cẩn thận nâng phong thư kia lên, âm thầm gọi tiểu xấu xa. Tao có thể mở không? Ngài mở đi. Thực quá kích động, Mao Cát Tường dọc theo đường gấp mà mở ra, tờ giấy bên trong có chút nhăn núm, còn có chút ố vàng, lấm tấm bụi bẩn. Trên đó chỉ có hai câu. Cái đệt, Mao Cát Tường suýt nữa nhảy dựng lên từ ghế sau. Bạch Dư đang muốn phanh xe, lại nghe Mao Cát Tường rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, chuyển thành khóc nức nở, oan ức thút thít. Bà ơi, cháu cũng rất nhớ bà. Lúc Tần Ý nhận được điện thoại của Mao Cát Tường, còn đang chìm trong mộng mơ, mơ mơ màng màng nhận điện thoại, đang muốn mở miệng lại cảm thấy có chỗ nào quái quái. Miệng bị sưng lên. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, giọng Mao Cát Tường trầm thấp. Cậu biết Chu Tuệ viết cái gì trên giấy không? Tần Ý ngồi dậy, xoa xoa mắt. Cái gì? Có một câu là To be continued. Ngoài cửa sổ vẫn còn chút tối, mặt trời mới chỉ lên có một nửa. Anh vừa nghe Mao Cát Tường nói, vừa cúi người mở đèn đầu giường. Câu thứ hai,
không thể quay về. Hai câu này nghe cũng không thể hiểu. Cái gì to be continued, cái gì không thể quay về. Thế nhưng không hiểu vì sao hai câu ngắn ngủi này lại làm người ta hoảng hốt. Có lẽ gần đây phát sinh quá nhiều chuyện liên quan đến ký chủ thứ ba kia. Anh luôn cảm thấy ngoại trừ quan hệ với Đường Ngự Thiên, mọi thứ khác đều loạn thành một đoàn. Tần Ý dừng một chút nói, Mao tiên sinh, anh có biết có ý gì không? Mao Cát Tường đáp, tôi còn hy vọng cậu phiên dịch hộ tôi đấy. Nói chung, tôi vẫn cảm thấy rất là kỳ quái. Hai câu này là muốn ám chỉ điều gì? Hỏi hệ thống nó cũng không biết. Mao Cát Tường gãi đầu tiếp tục nói, tôi quả thật cũng không rõ ra sao. Tần Ý trầm ngâm một hồi. Tôi đang nghĩ, có phải bà ấy đã đọc xong quyển tiểu thuyết kia không? Bà ấy biết một chút việc họ không biết, Văn Tam cũng biết, cho nên gã ta phải chết. Nhưng đây cũng chỉ là trực giác thôi, không có bằng chứng xác thực. Tôi đến nói với Đường Ngự Thiên một tiếng, nhờ anh ấy hỗ trợ điều tra một chút. Tần Ý an ủi, Mao tiên sinh, anh trước đừng suy nghĩ nhiều. Được, được, được. Mao Cát Tường liên tiếp được 3 tiếng, rồi bối rối. Cậu vừa nói cái gì? Cậu muốn tìm Đường Ngự Thiên? Phải, Tần Ý nhắc đến tên Đường Ngự Thiên, trong vô thức mà nâng khóe miệng, gương mặt tuy tinh xảo nhưng thường ngày cứng ngắc lại đột nhiên sinh động. Anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, tối hôm qua tìm như vậy nhất định rất mệt. Đúng là mệt, nhưng tình huống này nhất định phải nói cho rõ chứ. Mao Cát Tường im lặng mấy giây, hỗn loạn tìm từ. Không phải, cậu nói thẳng với hắn chứ. Y đổi tay cầm điện thoại di động, đối với suy đoán này quả thật khó mà tin nổi. Mẹ nó, chuyện này mà cũng có thể để nam chính biết được. Đồng minh của y kỳ thực chính là thượng đế phái tới giúp y kiếm điểm phải không? Điều như vậy cũng có thể nói. Nhưng mà y lại nghe thấy từ phía đồng minh nhỏ giọng thuật lại một chuyện khác càng thêm khó có thể tin nổi. Cách ống nghe, y cũng có thể cảm nhận được mùi tình yêu chua thối. Tần Ý nói với y, bọn tôi hiện giờ đang quen nhau. Quen nhau? Các cậu quen nhau? Ở cùng một chỗ? Mấy hàng chữ này xoay vòng trong đầu Mao Cát Tường. Mao Cát Tường đặt điện thoại xuống, cách 2 phút lại kề đến bên tai. Chào buổi sáng, cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tần Ý chỉ coi là ban nãy tín hiệu không tốt, đầu dây bên kia có khả năng không nghe được, cho nên mới hỏi lại, vì vậy kiên nhẫn lặp lại. Bọn tôi đang quen nhau. À, hóa ra ban nãy không phải ảo thính. Mao Cát Tường lúc này thực sự cúp điện thoại. Chương 65. Mao Cát Tường sẽ đi nói với Bạch Dư. Chào anh, kỳ thực vì em có ý đồ riêng nên mới tiếp cận anh. Đương nhiên không thể. Y cũng không phải kiểu người đàng hoàng như Tần Ý. Mao Cát Tường gặp phải chuyện này, não theo thói quen lại bắt đầu vận dụng hết công suất. Y không ngừng não bổ ra các loại kết cục của bản thân, mà cái nào cũng be bét thế thảm. Chính là mấy cái tưởng tượng tiêu cực, phải liều mạng không giải thích được với đối phương các thứ. Nói thí dụ như, Bạch Dư lấy ra một khẩu súng, người đàn ông lạnh lùng trước đây còn nhu tình với y, yêu thương phút chốc biến thành hận thù, anh sẽ đè nòng súng lên đầu y, tàn nhẫn cảnh báo. Mao Cát Tường, tôi nói rồi, tôi ghét nhất người khác gạt tôi, nếu cậu không phải người của thế giới này, vậy thì biến mất đi. Ờ, rất tốt, thiết lập tính cách của Bạch Dư trong đầu Mao Cát Tường đều tan vỡ đến long trời lở đất. Cho nên, việc Mao Cát Tường có thể làm là đăng nhập vô một website toàn dân tham gia cùng mọi người thương thảo kế sách. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. Chuyện gấp đây, làm thế nào để nói với bạn giường tôi không phải người của thế giới này? Rạng sáng 5 giờ rưỡi, trong thiên gia đột nhiên có một bài post như vậy. Ban đầu không có ai để ý tới, đến trưa mọi người tựa hồ đều nghỉ trưa, bài post này lại không giải thích được mà lọt vào top đầu. Bạch Dư mấy ngày nay đều rất bận, đi hết đông lại tây. Sau khi trở về từ sự kiện du thuyền, hai người là Bạch Dư cùng Đường Ngự Thiên kỳ thực đều bộn bề công việc, rất nhiều gia tộc đều bị ảnh hưởng, thanh trừ, động tĩnh lớn đến độ khiến thành phố A rung chuyển trong một đêm.
Trời mới biết Đường Ngự Thiên làm thế nào mà rút ra thời gian Bùi Tần Ý chạy bộ. Lại nói, cái ông Trình Quốc Cường kia trải qua mấy ngày bị Đường Ngự Thiên chỉnh cơ hồ đã suy sụp, chống gậy ngủ tại băng ghế công viên. Bà vợ môn đăng hộ đối, ông ta cưới về ngược lại cũng không bị ảnh hưởng gì. Sau khi ly hôn lại quay về nhà mẹ đẻ tiếp tục làm đại tiểu thư. Nghe đâu Trình Quốc Cường cũng bỏ mặt mũi đi tìm cô ta, kết quả bị bảo vệ ngăn ngoài cửa. Người vợ trẻ tuổi xinh đẹp của lão cách cửa sắt nhìn lão cười lạnh. Tôi xem ông cũng thật khờ, ông không thể nào không rõ việc hôn nhân của tôi và ông mang tính chất thương mại. Hiện tại ông thành ra như vậy, sống khó khăn thì hy vọng tôi sẽ giúp đỡ ông. Tiện nói luôn, tôi cũng phải cảm ơn Đường Ngự Thiên, mỗi ngày hầu hạ dưới thân ông, nói thực tôi nhịn không được mà mắc ói. Theo dân gian, thắng làm vua, thua làm giặc. Trình Quốc Cường trải qua mấy ngày chìm nổi, buổi tối lúc run lẩy bẩy nằm ngủ trên băng ghế công viên, trong mơ nhìn thấy một cánh cửa. Đẩy mạnh một cái là vào thời điểm ông ta vẫn còn chưa thăng chức nhanh như vậy, chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, vừa khốn cùng vừa chán nản. Bốn phía là vách tường, trong góc là một cái bô đựng nước tiểu, mỗi lần hè đến sẽ bị hun đến khai mù cả căn phòng. Cũng may có bà ấy chăm chỉ dọn dẹp. Trong trí nhớ, hình như bà ấy tên là Hoàng Tiểu Phương, không phải là một cái tên thường thấy. Trong mơ, Trình Quốc Cường tựa hồ như cười mà hai hàng nước mắt lại chảy ra chua xót thấm vào tóc mai. Nhưng căn bản không có ai để ý đến lão già gieo gió gặt bão này. Thời gian trôi như thoi đưa, thoáng một cái đã tới trạng vạng. Bạch Thiếu, Đại Cơ Nhục gõ cửa. Đã 5 giờ, Đường Tổng ở sát vách cũng đã tan làm, hay là ngài cũng về đi thôi. Hai hãng công ty đều trụ tại trung tâm thành phố, tuy rằng cũng không tính là quá gần, nhưng cũng là nhìn thấy nhau từ xa, bởi vậy nhân viên hai bên đều biết mặt nhau. Mỗi ngày không có việc gì làm thì sẽ so sánh, bàn luận xem quần áo công ty nhà bên hôm nay mặc thế nào, thời gian tan tầm ai sớm hơn ai, phúc lợi với kỳ nghỉ của công ty nhiều ít ra sao. Mà trong những người này, Đại Cơ Nhục lại càng chú ý thời gian tan tầm của Đường Ngự Thiên hơn cả. Mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, lúc tan tầm thì so với ai cũng sớm hơn. Thường thì cái xe thể thao khoa trương đậu ở gara kia 4-5 giờ đã thấy phóng ra như bay. Không công bằng, quả thật không công bằng. Bạch Thiếu của bọn họ thực sự quá vất vả, lượng công việc quá mức lớn. Đại Cơ Nhục nói xong, Bạch Dư cũng không ngẩng đầu nói, đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Bạch Dư mới từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, tuy cầm bút máy đến xuất thần. Không phải anh không muốn về sớm một chút, về nhà để gặp lại người kia, nhưng anh biết anh cần cho y một chút không gian. Trong mắt Bạch Dư, Mao Cát Tường lúc này không phải là trốn tránh, em ấy chỉ là vẫn chưa biết nên đối mặt thế nào. Người tên Mao Cát Tường này nói ngốc thì ngốc, nhưng nói thông minh cũng thông minh. Em ấy luôn biết bản thân đang trong hoàn cảnh gì, lúc đó phải khoác lên mình lớp da thế nào mới an toàn, như một con tắc kè hoa. Nhưng cũng không thể coi là dối trá, bởi vì cho dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp da, đều vẫn chỉ là Mao Cát Tường của Bạch Dư. Cho nên khi anh thấy Mao Cát Tường tự cho là thông minh trước mặt anh, tâm tình vẫn khó giải thích được mà thấy rất tốt. Kỳ thật bữa tiệc rượu năm đó cũng không phải lần đầu gặp gỡ của bọn họ. Có lẽ là Mao Cát Tường hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng đối với anh mà nói, từ thời khắc một Mao Cát Tường tràn ngập sức sống kia xuất hiện, thế giới chỉ hai màu đen trắng nơi anh mới trở nên rực rỡ sắc màu. 2 năm trước, vào một ngày hè, Bạch Dư có thể nói ra thời gian chính xác đến từng giây từng phút. Chuyện kể ra cũng đơn giản, tiểu công tử vô công dỗi nghề mau ra, lúc qua đường tiện tay cứu một bé gái. Dĩ nhiên cũng không phải loại cứu đại nghĩa, nhảy vọt ra giữa đường, giành giật từng giây với xe tải lớn, hoàn cảnh khốc liệt gì đó. Bạch Dư vẫn nhớ, bên phải giao lộ là một ngã ba nhỏ, người dân phụ cận có lúc sẽ quẹo xe vào ngã ba này. Lúc đó chính là tình huống như thế, chính là vẫn là một thân áo hoodie đen, màu da hơi tái, túm cổ áo bé gái, kéo bé về sau, miễn cưỡng tránh được cái xe kia, chỉ bị sượt qua người.
Nhưng Mao Cát Tường không thể lấy lại cân bằng, vì vậy cùng với bé gái ngã nhào xuống đất, cả người trở thành tấm đệm thịt cho bé. Lần sau lúc qua đường em phải cẩn thận chút, cậu trai dáng vẻ hơi suy nhược pha chút lạnh lạnh. Ngoại hình không hề tầm thường kia xoa đầu bé gái. Nếu bị đâm chết thì không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Bé gái đang muốn cảm ơn anh trai, đột nhiên nghe thấy nửa câu sau, dùng mình một cái. Mà anh trai này tuy không biết nói chuyện nhưng cũng quá đẹp trai luôn ấy. Em cảm ơn anh. Mao Cát Tường vung vung tay, khẽ ép mũ xuống, lảo đảo đi mất. Xe của Bạch Dư vừa vặn bị chết máy tại ven đường. Đại Cơ Nhục gọi một tài xế khác lái xe từ nhà đến đây. Lúc chờ xe thấy tình cảnh như vậy, cũng chỉ đứng bên thờ ơ quan sát không hơn. Bạch Thiếu, tầm 2 phút nữa Lão Vương sẽ đến. Đại Cơ Nhục cúp điện thoại, liền thấy Bạch Thiếu nghiêng người, mắt không biết đang nhìn cái gì. Anh ta cũng thuận tiện nghiêng đầu xem thử. Không có gì, cái gì cũng không có. Vừa mới nghĩ là không có gì, cậu trai áo hoodie đen phía trước lại nhảy ra, giống như vừa nhảy dạ xảy ra một việc bất ngờ gì, còn thốt lên: "Cái đẹp!" Sau đó áo hoodie đen quay lại, lấy ra một túi gấm trong túi quần, một mặt sợ hãi: "Mẹ nó, thế mà cũng vỡ. Ngọc Hetian dễ vỡ như vậy." Quả thực là thay đổi phong cách đột ngột. Sau đó Bạch Dư thấy cậu ta lấy điện thoại di động ra, vừa run lập cập vừa ồn ào: "Ba ba, để con kể cho ba nghe chuyện này." Cũng không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Mao Cát Tường tiếp tục run, thân thể run dữ dội, giọng điệu càng ngày càng chân thực. "Ba biết con vừa gặp phải chuyện gì không? Bị người cướp ngay trên đường luôn đó. Nhất định là vừa thấy con sinh ra đã đẹp trai ngời ngời, cả người có một loại khí chất quý tộc khó có thể ngăn cản. Tên cướp kia trong biển người lại nhắm trúng ngay con. Đúng đấy, không phải nhờ có ba ba đẹp trai như vậy, thế nên con cũng thành một ông nhỏ có tiếng sao?" Đại Cơ Nhục thầm nghĩ: "Ông nhỏ gì cơ, người anh em này đang nhảm cái gì vậy?" Không phải, người anh em kia nói gì không quan trọng, quan trọng là biểu tình Bạch Thiếu có chút quái, ngoài cười nhưng trong không cười, mỉm cười. Bên kia hôm đi đen lại tiếp tục kể lể: "Con bị cướp rồi, ba còn nhớ khối ngọc ba kêu con chuyển cho mami không? Vỡ rồi, con tức quá trời luôn. 5 triệu cũng không tính là gì, nhưng đó là tình yêu của ba dành cho mami mà. Lúc đó con liền đạp gã một cái rồi đuổi gã chạy suốt 3 con phố. Nhưng mà chân gã ta tương đối nhanh, con thực sự sợ. Nhưng ba biết đấy, thỏ nhỏ bị sói xám ép cũng phải bạo phát. Vâng, lại nói, con lợi hại như vậy không phải bởi vì có một ba ba tài giỏi sao?" Ngày ấy, trên đường trở về, Đại Cơ Nhục phát hiện vai Bạch Thiếu run nhẹ hoài, không để ý sẽ không phát hiện. Bạch Dư lần đầu tiên biết, hóa ra có cảm xúc, hóa ra cảm thấy vui vẻ là như vậy. Tâm trạng thoải mái, như thể người nọ là chất gây nghiện của anh vậy. Mà thứ chất gây nghiện kia, lúc này đang nằm dài trên giường, lướt thiên gia. Đang lướt, thấy được 4 chữ thiên đạo thù cần quen thuộc kia, y suy nghĩ một hồi, tại sao lại không thay ID nhỉ? Y cho rằng đồng minh hồi trước lướt thiên gia là một việc trăm năm khó gặp, tôi coi cậu là đồng chí cán bộ kỳ cựu, lại không ngờ cậu chăm chỉ tối nào cũng lướt thiên gia. Hơn nữa, đồng chí thiên đạo thù cần lần này nói một đống lớn, cái gì mà nhân sinh này đưa ra nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ đưa anh đến một con đường khác nhau, thế nhưng đi theo con tim, phương hướng sẽ không sai. Cuối cùng còn kết luận bằng một chuỗi sóng lượn, rồi còn thêm 3 chữ moa moa ta. Thật là dọa người. Đồng minh của y nói chuyện yêu đương nên bị choáng đầu à? Mao Cát Tường gửi tin nhắn cho anh: "Này, cậu bị trộm số à?" Qua mấy ngày, tốc độ tay của thiên đạo thù cần cũng nhanh hơn một chút, lát sau đã nhắn lại: "Ha ha, không có mà." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. "Ha, vậy cậu biết moa moa ta nghĩa là gì sao?" Thiên đạo thù cần, không phải để biểu hiện ý tốt sao? Tôi thấy bọn họ đều dùng như vậy. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. Được rồi, tôi phục cậu. Moa moa ta. Chương 66.
Hai người vòng đến vòng đi, cuối cùng nói vào vấn đề chính. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. Này, cậu đâu rồi? Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à? Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. Đẹp, cậu muốn nói cái gì mà gõ tận 20 phút? Mao Cát Tường chờ nửa ngày, y thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tin nhắn Tần Ý gửi đến sẽ là một bát canh gà bồi bổ tâm hồn choán đầy màn hình. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy. Cái cảm giác buồn tiểu cũng không dám đi, chỉ lo tin nhắn giây sau sẽ gửi tới này rất sốt ruột. Không biết rằng Tần Ý đúng là đang chuẩn bị một bát canh gà. Anh cẩn thận gõ 7-8 dòng chữ, chỉ là được một nửa thì có việc bất ngờ xảy đến. Nói thí dụ như một tên đàn ông nào đó. Lúc Đường Ngự Thiên trở lại, Tần Ý đang ngồi trước bàn đọc sách, tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn, đùi như nằm trên cùng một đường thẳng với ghế tựa, chính xác là tư thế ngồi chuẩn theo sách giáo khoa. Anh chỉ chăm chú gõ bàn phím, từng chữ lại từng chữ, hoàn toàn quên Đường Ngự Thiên sắp tan làm, hơn nữa bọn họ còn phải ra ngoài chạy bộ. Đức Thúc đang muốn thay thiếu gia gõ cửa lại bị Đường Ngự Thiên ngăn lại. Hắn ra hiệu, hất cằm với Đức Thúc, ông lập tức hiểu ý, bước đi nhẹ như mèo, không một tiếng động mà lui ra ngoài đại sảnh. Bởi Hồng Bảo còn phải đi đậu xe nên vào nhà muộn hơn. Khi cậu ta ôm văn kiện đang muốn giao cho lão bản thì bị Đức Thúc cản lại. Đi đâu vậy? Mấy ngày nay tuy Đường Ngự Thiên trở về sớm nhưng thực chất lượng công việc chỉ tăng chứ không giảm. Chỉ là phần lớn đều mang về nhà giải quyết mà thôi. Tỉ như đống văn kiện và báo cáo Hồng Bảo đang cầm trên tay lúc này. Cháu tìm Đường Tổng, trợ lý vừa gọi điện hỏi cháu xem đã xem qua kế hoạch chiếm Âu Gia chưa. Nhờ cháu hỏi ngài ấy một chút. Hồng Bảo nói xong còn ngố ngố muốn đi về phía trước. Đức Thúc kéo cổ áo cậu ta, đem cậu ta đến phòng bếp. Không cần tìm, mới vừa rồi thiếu gia bảo cháu giúp bác gọt vỏ khoai tây. Hả? Gọt vỏ khoai tây? Văn kiện quan trọng cơ mật của công ty cứ như vậy bị Đức Thúc tiện tay ném lên ghế salon. Sau đó hai người chen vào gian bếp gọt vỏ khoai. Đường Ngự Thiên hoàn toàn không biết mình suýt nữa bị đồng đội heo phá hỏng chuyện. Lúc này đi đến phía sau Tần Ý, theo từng bước của hắn, Elizabeth rất thức thời mà rời ổ, lắc mình chạy ra ngoài. Hắn không phát ra tiếng động gì, hơn nữa Tần Ý lại tập trung gõ chữ cho nên hắn không bị phát hiện. Đường Ngự Thiên nhướng mày, dùng ánh mắt hào hứng nhìn dòng chữ trên khung chat kia. Thiên đạo thù cần. Mao tiên sinh, điều anh buồn phiền, tôi cũng đã từng trải qua. Tôi biết trong lòng anh có dục vọng, khổ nỗi lại không có cách biểu đạt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Hy vọng những lời tôi nói sau đây có thể khiến anh nghĩ lại. Nhân tiện, hôm nay là ngày kỷ niệm 73 năm hai bên lãnh đạo Hoa Mỹ cử hành hội nghị Cairo. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. What? Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế. Cậu nói mau, nói đi, người đâu rồi? Đọc xong phía trên, Đường Ngự Thiên liền đưa mắt xuống dưới, dừng lại nơi nhập chữ. 10 ngón tay mảnh khảnh của Tần Ý theo tư thế tiêu chuẩn mà đặt lên bàn phím, đánh xong một chữ, dừng lại một chút rồi lại tìm đến chữ sau, di chuyển ngón tay. Tôi từng được ngắm mặt trời mọc, sáng hôm sau khi du thuyền xảy ra sự cố, anh ấy nắm tay tôi, cùng đón gió ngược. Vô luận dùng từ ngữ mỹ lệ nào cũng không tài nào tả nổi cảnh đẹp khi ấy, làm cho người ta chấn động hồn phách. Vào lúc ấy, tôi đã rõ ràng một sự thật, tôi không có cách nào kháng cự lại anh ấy, giống như khi tôi chẳng thể ngăn việc mặt trời nhô lên từ biển rồi tỏa sáng. Thời điểm khi vừa đi đến thế giới này, đêm nào tôi cũng mất ngủ, cũng bắt đầu hối hận rất nhiều chuyện. Có lẽ hối hận vì bản thân quá chấp nhất và miễn cưỡng. Tôi hối hận rất nhiều, mà đều là những việc thường ngày chưa kịp thực hiện. Gõ tới đây, Tần Ý dừng lại không tiếp tục hạ tay nữa. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế phía trên đã sắp phát điên rồi. Câu, tôi không còn cách nào kháng cự lại anh ấy kia, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng Đường Ngự Thiên vẫn không nhịn được mà nhếch khóe miệng. Thế mà còn nhìn thấy đứa ngốc này bộc lộ tâm tình, sự khó chịu vì tối hôm qua bị bắt nhịn cũng tiêu sạch sành sanh. Không, đây sao lại là bộc lộ tâm tình, đây chính là một loại xuân dược.
Đường Ngự Thiên kiên trì chờ anh tiếp tục gõ, Tần Ý lại buông tay, vươn đến cốc trà. Không ngờ nước trà đã sớm nguội, anh đứng dậy muốn lấy thêm chút trà nóng. Vừa xoay người liền ngây dại. Anh giúp em đổi, viết tiếp đi. Người đàn ông này trông lúc nào cũng nhàn rỗi lười biếng, cho dù mặc âu phục ngay ngắn cũng không nhìn ra chỗ nào nghiêm túc, vẫn là phổ nhị. Mấy hôm trước anh nhờ đốc thúc mua rất nhiều loại trà, bảo muốn uống đại hồng bào không. Tần Ý không đợi hắn nói xong, giây sau mặt đã đỏ đến mang tai, xoay người cấp tốc xóa mấy dòng chữ đang ở khung chat kia. Xóa xong anh sững sờ tại chỗ tận nửa ngày, căn bản không dám quay người, cuối cùng vẫn bị Đường Ngự Thiên ép quay người lại. Hai người mặt đối mặt, anh thấy ánh nhìn tràn ngập ý cười kia của Đường Ngự Thiên, nhỏ giọng gọi. Đường tiên sinh. Ừ, Đường Ngự Thiên cầm lấy cốc trà từ tay anh. Xóa làm gì, đằng nào anh cũng đọc hết được rồi. Tần Ý chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, nhiệt độ cơ thể tăng lên cao. Ban nãy anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, cẩn thận mà thành khẩn tự phân tích bản thân. Kiểu nói bộc bạch như vậy, thường ngày dù có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra miệng. Mạng đúng là một không gian tốt, giống như ban nãy, anh đối với màn hình, tựa hồ có thể nói hết những bí mật nhỏ đã dần xuống đáy lòng. Bởi vì đối phương không nhìn thấy mặt anh cũng không nhìn thấy mặt người kia, việc này cứ cho là một loại giao tiếp tình cảm đi. Đường Ngự Thiên vươn tay trái ra, nhẹ nhàng kề sát gò má đang nóng lên của Tần Ý. Biết anh thẹn thùng nhưng vẫn không nhịn được mà bắt nạt, lặp lại nội dung tin nhắn. Em không cách nào kháng cự lại anh. Bảo, mặt em ngày càng nóng. Tần Ý nín nửa ngày mới đẩy tay hắn. Đại hồng bào, cảm ơn anh. Người này lại làm biểu tình giả thành thục, khiến Đường Ngự Thiên không khỏi mà bật cười, dùng chất giọng trầm thấp mê người đáp lại. Được, nghe em. Nói xong, Đường Ngự Thiên lại thật sự ra ngoài pha trà cho Tần Ý. Anh vội vàng nói xin lỗi với Mao Cát Tường. Dưới tình thế cấp bách, tốc độ tay nhanh lên mấy lần. Thiên đạo thù cần. Mao tiên sinh, thật xin lỗi, bên tôi có chút việc, lần sau lại nói chuyện tiếp. Mao Cát Tường chờ lâu như vậy, kết quả lại nhận được một câu này, y vén tay áo lên, chuẩn bị sạc cho đối phương một trận, thiên đạo thù cần lại gửi đến một câu, moa moa ta. Nguyên một cộng lồng lưu lạc dị thế, moa moa ta. Được rồi, moa moa ta vạn năng, đồng chí thiên đạo thù cần không việc gì không thể giải quyết bằng moa moa ta. Tần Ý đóng lại máy vi tính. Anh rất muốn đóng luôn cửa, tốt nhất là khóa lại, nhốt người đàn ông kia bên ngoài. Lúc Đường Ngự Thiên mang trà tiến vào, anh đã bình phục lại chút tâm tình, miễn cưỡng tạo được loại biểu tình sóng lớn không sợ, có thể nói là bình tĩnh. Thử uống một chút xem. Đường Ngự Thiên đưa tới bên tay anh. Pha chế đặc biệt đấy. Pha chế đặc biệt cái gì cơ? Không phải chỉ là một tách đại hồng bào thôi à? Sau khi Tần Ý nhấp một ngụm, cấp tốc nhíu mày. Đây là cái gì? Đức thúc phân loại trà vào các lọ thủy tinh trong suốt. Hắn căn bản không rõ cái nào là cái nào. Thế nhưng chuyện như vậy, Đường Ngự Thiên cũng sẽ không nói với anh. Hắn chuyển chủ đề. Uống ngon chứ? Là một mùi vị lẫn lộn lung tung. Tần Ý có chút cưỡng bách, cho rằng mỗi loại trà đều có vị, đều có điểm đặc biệt riêng. Nhưng kiểu mùi vị hỗn tạp này cũng đem lại cho anh một loại cảm giác về Đường Ngự Thiên, nồng nhiệt, phức tạp lại khoa trương. Được, cũng uống được. Tay Tần Ý chậm uống. Tần Ý chậm uống, đỏ ửng trên mặt cũng dần biến mất. Nhìn vào việc em yêu anh nhiều như vậy, thưởng cho em hôm nay chạy nhiều thêm một vòng. Sau khi anh thay quần áo, Đường Ngự Thiên ôm anh ra ngoài, mà nói là ôm, chẳng bằng nói là bao lấy một chú lùn nhỏ vào trong lòng. Thế nào? Mắt thấy nụ cười quái dị của Đức Thúc đã muốn nứt đến tận bên tai, Tần Ý dãy dụa hai lần. Đường tiên sinh, anh đi hẳn hoi đi. Ngoại trừ lần trước bị dội cho một chậu nước lạnh khiến Đường Ngự Thiên không biết phải phản ứng thế nào, những lúc khác hắn vẫn có thể thưởng thức tình thú trêu đùa Tần Ý. Nhìn em ấy vì mình mà đỏ mặt,
vì mình mà luống cuống tay chân, vì mình mà buông bỏ phòng bị. Được, sẽ đi tử tế. Tay ôm anh của Đường Ngự Thiên càng chặt hơn, thương lượng. Em hôn anh một cái, anh sẽ thả tay. Đường Ngự Thiên mặc một bộ đồ thể thao màu đen có chút mỏng, tuy rằng rộng rãi, nhưng lúc hai người tiếp xúc gần như vậy, khó tránh khỏi có chút. Tần Ý vốn muốn khuyên bảo, muốn giảng cho hắn về chủ nghĩa xã hội, trình bày hai mặt tâm sinh lý, trích dẫn cổ kim nội ngoại, nói cho hắn biết cần phải đi đứng cho hẳn hoi. Thế nhưng, chuyện ngày hôm qua đã nhắc nhở anh cần phải đối xử với Đường Ngự Thiên như nửa kia của mình, nói chuyện tình yêu không phải lên lớp dạy dỗ. Tuy rằng nghề nghiệp này hơi hơi mới lạ, nhưng cũng cần chuyên nghiệp một chút. Kỳ thực Đường Ngự Thiên đòi hôn xong cũng không ôm kỳ vọng gì. Hắn biết đứa ngốc này cực kỳ dễ xấu hổ, cả tâm lý ôm lấy Tần Ý, tự mình hôn hắn cũng đã chuẩn bị. Nhưng không ngờ, một giây sau, ngón tay đứa ngốc nọ níu lấy quần áo của hắn, hơi kiễng chân, nhanh chóng hôn lên miệng hắn một cái. Làm xong hành động này, Tần Ý chui ra từ trong lồng ngực Đường Ngự Thiên. Anh phải đi cho tử tế, nhìn đường kỹ một chút, cẩn thận xe. Cái biểu tình bình tĩnh này nếu không phải sau đó Tần Ý còn nói một câu không giải thích được, kiên trì theo lãnh đạo đảng, đi tiếp sẽ có thể kéo dài con đường. Đường Ngự Thiên phỏng chừng đã tin rằng đứa ngốc nhỏ của hắn đã sáng dạ ra rồi.